Chí cần ở đây lên. Mẹ, Hallelujah. chú trông cho con chia sẻ màn hình để chia bài hát nhé. Anh có tiếng hát lời khen Chúa, Jehovah Nissi, Chúa của mọi thắng lợi, Ngài ban cho ta chiến thắng thế gian. Ngài ta luôn đắc thắng chủ trên, Ngài ta luôn đắc thắng thế gian, Ngài ta luôn đắc thắng chiến thắng thế gian. Cần tiếng hát hay dân ca bài. Dân cha ta đắc thân, dân cha ta đắc thân, ngày chiến thắng vừa vui. Hãy cất tiếng hát lời khen Chúa, hãy cất tiếng hát lời khen Chúa, đều vang lên đi đi đi. Chúa ngồi đó, ngồi quyền ngài ban cho ta chiến thắng vui lòng. Ngày ta luôn đắc thân sự chiến, ngày ta luôn đắc thân bình yên, ngày ta luôn đắc Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Với san tương vui trong năng quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy dẫn cho con trong ngày hôm nay. Tình ngày hay đến, ban cho con thần thần linh nguyên năng. Ngày hay đến, ban cho con. Chúa Thánh Linh ơi, con xin Chúa. Với gian tư vui trong năm quyền năng này. Chúa Thánh Linh ơi, con Chúa xin Chúa. Hãy dẫn dắt con trong năm này. Thần linh xin con, xin Ngài hãy đến cho con bước thành tươi phơi, thần linh nguyên năng, xin Ngài hãy đến, xin Ngài đến, nhìn lên trên con với lòng nguyện tràn, nâng cho con với lòng nguyện tràn, nên đưa ra luôn 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 thánh diệt các nước, khi diệt các dân chào để pha tang kẻ cưỡi ngựa và pha tang xe và kẻ cưỡi xe chào già già trẻ xin ngài cùng ta chúng con chào để đọc chúng con lời của Chúa đặt để cho môn miệng con và ngài sử dụng môn miệng của ngài để diệt các nước, khi diệt các dân chào ngài sử dụng hơi thở của ngài thôi để diệt cái ác chào và xin ngài hãy ở cùng hãy đặt để lời của Chúa chào để đầu lời Chúa được là lời Chúa được rèn trong lửa bảy lần chào và nó thật sự sắc nhọn ô để
chúng con sử dụng ôi để đập bể cha ông tất cả những cái thù như những bình gốm cha ông cả ngày rất nhiều của con. Ôi xin ngài hãy cùng và hãy ở cùng hãy lên của ngài ở cùng con hiệp nhất của con cha ông cả ngày rất nhiều của con. Ok lệnh Chúa được chờ cầu chờ ô xin ngài hãy dẫn dắt chúng con chào bây giờ chúng con đi đến ở trận với Babylon tôn giáo chào tất cả những Babylon tôn giáo chào ô trên thế gian này chào ô chúng con nhóm chúng lại chào chúng con nhóm chúng lại chào ô trong cái sân độc lưu của ngài chào ô con nhóm chúng lại ô trong sân độc lưu của ngài chào con nhóm nó Babylon Hồi giáo chào Babylon giáo chào Babylon Nho giáo chào Babylon Hồi giáo chào Babylon cao đại hòa hải chào và tất cả ô các tôn giáo các chào tất cả cả Babylon ô vực không sáng này chào chúng con muốn nó lại chào muốn nó lại trong sập độc lưu của ngài chào ô để đâu ô chúng con thấy nó chào chúng con ô đêm cả ô những cái người gọi là cầm đạo chào trong cái các tôn giáo nào chào không chảnh nát ô cái thôi mà gì học Phật giáo ở Việt Nam chào ông chẳng nha Phật giáo ở bên Ấn Độ Trung Quốc chào ở bên Thái Lan chào ông đặt nát ông chẳng nát chào ông cũng lúc gọi là lúc gan ô lúc đẩy nó ra chào chúng con diệt cái được sinh nở của nó chào để nó không thể là ô những cái con cái của nó để loan truyền cái hình giống của nó ra nhiều chỗ khác chào chúng con diệt hay chơi ô chúng con đập nát hay chào ô và chúng con đem ô tất cả linh hồn con hút hết tất cả những linh hồn này ra chào những con người trụ trì của Phật giáo chào những người trụ trì ở trong chúng con ô đêm họ chào đêm cứ họ ra chào đập nát cái lương tâm của họ chào đập nát nó chào ô và đêm cái linh hồn họ ô để ở trong cái ao bên đất đa không chào là chính con là chào ô để đâu chúng con cũng sạch họ chào được sạch linh hồn họ chào để đâu thần linh bình thường họ được sáng ra chào ô để đâu thần linh Chúa đến và đầm chặt trong lòng họ chào cảm thấy rất nhiều Chúa con ô cảm thấy rất nhiều chào xin hãy hãy giác chúng con chào chặt nát hết họ chào chúng con gọi là chặt nát tất cả những người trong chính phủ chào tất cả những người cầm đầu chào từ bộ trưởng quốc phòng bộ trưởng chính trị ô những người làm trong bộ chính trị bộ quốc phòng bộ nội vụ ô bộ nội nội chào và cả bộ kinh tế ô bộ đại chính kinh tế hôm đó ở chung con để ô tất cả những người này ra ô đang bị cầm tất cả những người này ô đang ở trong Babylon Hồi giáo chào ông đây họ ra ô chặt nát hay chào ô cái việc họ chào bằng búa khí giới mà ngày ba chúng con chào đầu đập nát cái nhân linh họ ra chào và chúng con đem lên hồ họ ôi chúng con đem lên hồ họ vào trong Abeteda của ngài chào rửa sạch họ chơi ôn cảm ơn rất nhiều chúa con chúng con giao linh hồn lại lại cho ngài chào để đầu ô ngài thương xót và ngài tình trạng tới những con người này chào ôn cảm ơn rất nhiều chúa con ôi không xin Ô sư bà những con người này chào đi đâu tất cả những bài lâu tôn giáo là cái gốc cây của cái trong cái gốc cây mà nó là cái tạo ra cái thế giới quan của người chào ôi xin ngài ô hãy đem gọi là cái thù này bị giảm đạt khi chân chúng con chào đi đâu con diệt hết tất cả ôi những cái Babylon này chào có nhân linh của người này chào để đâu nó không có đẻ nó không có sinh sâu này nữa chào ôi cả ngày
cùng gia đình chị con người em con cả ô gia đình cha ông cả ngài cầu cùng gia đình Chúa Soris. Amen. Amen. Ngợi khen cha, ngợi khen Chúa. Hallelujah. Tiếp tục đi anh chị em. Hallelujah. Chúa là gì? Hiến đó rồi. Hiến đó rồi. Mở hiến ra, hiến đó rồi, hiến rồi. Rồi, đây, đây, đây. Con đang cầu nguyện mà con bị tắt mic. Hallelujah, 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 hallelujah. Ôi Chúa ơi, cảm tạ Ngài, Chúa của chúng con là Chúa trang bị sức mạnh cho chúng con, Chúa ạ. Chúa trang bị cho chúng con thì Ngài, Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời của chiến trận, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài chính là thuẫn đỡ cho chúng con, Chúa ạ. Con cảm tạ ơn Ngài, Chúa ạ. Ngài mặc lấy sức mạnh cho chúng con, Chúa ạ. Ngài nói rằng, hỡi Sion, hãy thức dậy, mặc lấy sức mạnh ngươi. Hỡi Jerusalem là thành thánh, hãy mặc lấy áo đẹp vì giày về sau, kẻ không chịu phép cắt bì và kẻ ô uế sẽ không vào nơi ngươi nữa, Chúa ơi. Đúng vậy, Chúa ạ. Những kẻ mà ô không chịu phép cắt bì, thánh linh của Ngài, Chúa ạ, Ngài sẽ tuyệt diệt nó, Chúa ạ. Ngài sẽ đánh đổ nó, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con sức mạnh, đó chính là chúng con được chịu phép cắt bì bởi Đức Thánh Linh, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Sức mạnh của chúng con là sức mạnh sự ngợi khen Ngài, Chúa ạ. Vì Ngài nói rằng sự ngợi khen của Đức Chúa Trời ở trong miệng ta, thanh gươm hai lưỡi bén trong tay ta, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng chăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nói sự án đã chép. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ạ. Ngài đã cho chúng con, Chúa ơi, mặc lấy sự chết của Ngài, Chúa ạ, và sự phục sinh của Ngài, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều. Ngài đã làm chúng con nên thánh và Ngài cho chúng con ở đồng các nơi trên trời, ở trên nơi cao, để chúng con thi hành sự án đã chép của Ngài, Chúa ạ. Chúng con đến trên các hội thánh của Chúa, Chúa ạ, các hội thánh chính thống, các hội thánh Tin Lành Công Giáo, Tin Lành Kháng Cách, Chúa ạ. Chúng con đi dọn dẹp tất cả những cái giáo lý giả dối, Chúa ạ. Chúng con dọn dẹp tất cả các sự tôn giáo ra khỏi hội thánh, Chúa ạ. Tất cả những cái sự dạy dỗ về sai chạch với ý muốn của Ngài, chúng con đập nát hết, Chúa ạ. Đó là Babylon xấu xa, Chúa ạ. Ngài là đấng chiến thắng trong đời sống của chúng con, Chúa ạ. Ngài ban quyền thi hành để chúng con thi hành công việc của Ngài, Chúa ạ. Cảm tạ Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Chúng con đến trên tất cả những anh chị em của chúng con, Chúa ạ. Chúng con đập nát hết cái con người cũ Babylon, Chúa ạ. Không cho nó có sức để nó cộng tác với mưu của Satan, để rồi Chúa ơi ra những cái dạy dỗ giả dối nữa, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều vì Ngài ban cho chúng con tình yêu và lẽ thật của Ngài. Chúng con yêu lẽ thật của Ngài, chúng con yêu các vị trí mà Chúa ban cho chúng con, đó chính là vị trí của chúng con, chính là đi theo Ngài, Chúa ạ. Ngài chính là đầu của chúng con, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã ban nền tảng giáo lý sứ đồ tiên tri để mở đường cho tất cả những anh chị em của chúng con để nhận biết lẽ thật, Chúa ạ. Nhận lẽ thật của Ngài nói chúng con rằng chúng con phải đập nát cái con người cũ, chúng con phải ghét những công việc đời này, chúng con phải ghét cái sự gian ác, Chúa ạ. Chúng con, kẻ thù của chúng con chính là con người cũ, Chúa ạ. Kẻ thù của chúng con chính là Babylon, Chúa ạ. Chúa ơi, kẻ thù của chúng con chính là cái con người, kẻ thù lớn nhất đó chính là Babylon, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã cho chúng con nhìn thấy nó để đập nát nó, Chúa ạ. Nó nói rằng không ai nhìn thấy nó, nhưng mà Ngài cho chúng con nhìn thấy nó để đập nát nó, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, và ngày nay rất là nhiều anh chị em của các hội thánh Chúa, họ không nhận biết được lẽ thật của Chúa, họ cứ cầu nguyện với trái ý muốn của Ngài, Chúa ạ. Không kết quả cho công việc nước trời của Ngài, họ toàn cầu nguyện theo cái bụng mà trái với ý muốn của Chúa. Chúng con đập nát hết tất cả những cái lời cầu nguyện phù phép đó, Chúa ạ. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Chúng con đã được lắng nghe lời lẽ thật của Ngài, đã nghe về giáo lý sứ đồ tiên tri để mở đường lối cho Ngài đến, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Ngài đã đặt để lời của Ngài trong tấm lòng của con, trên môi miệng của chúng con, để chúng con nhổ diệt hết tất cả các cái cây mà Chúa không trồng ra khỏi các hội thánh, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện sự chết của Ngài đến trên các hội thánh, Chúa ạ. Bởi vì Ngài nói rằng, Chúa ơi, nếu một cái hạt giống mà nó không chết đi thì nó không thể nào mà lên được, Chúa ạ. Chúng con cũng nhìn thấy hình ảnh của Ngài dạy dỗ qua chúng con về những hạt giống, Chúa ạ. Nó phải được ngâm vào trong nước, nó phải được cho xuống đất và nó phải chết đi thì nó mới lên cây được, Chúa ạ. Nó cần phải có sự chăm sóc, Chúa ơi, thì nó mới tăng trưởng được, Chúa ạ.
Hallelujah. Cảm tạ ơn Chúa Ngài đã đến trong đời sống của chúng con, Chúa ạ, và tất cả những hạt giống mà Chúa ban trong đời sống của chúng con phải nhân lên, Chúa ạ, nhân bội lên, Chúa ạ, với theo ý muốn của Ngài, Chúa ạ. Ô Chúa, chúng con giúp anh chị em của chúng con, Chúa ạ, làm sạch tất cả các miền đất, ô Chúa, để gieo hạt giống của Ngài, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa Ngài là đấng đã làm cho hạt giống của Chúa được lớn lên, được trưởng thành, được tăng trưởng, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều, Chúa ơi. Ô, chúng con yêu các linh hồn của anh chị em của chúng con, Chúa ạ. Nhưng chúng con ghét con người cũ, con người Babylon, con ghét sự giả dối về các giáo lý, giáo điều, dạy dỗ xấu xa đó, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài, Chúa ơi. Hallelujah, Hallelujah. Ô Chúa ơi, còn tất cả những kẻ nào mà nó còn ham đổ huyết và giả ngụy thì Chúa ơi, Ngài cũng nói chúng con rằng, Chúa ạ, chúng nó sẽ chẳng sống được nữa các số ngày đã định cho mình, Chúa ạ. Ô, đúng vậy, Chúa ạ, nó sẽ không thể nào nó sống được, Chúa ạ. Ô, và chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ạ. Ngài đã xô tất cả cái con người cũ của tất cả anh chị em của chúng con xuống hố diệt vong rồi, Chúa ạ. Con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Và chúng con cướp hết các linh hồn của anh chị em về cho Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Ô, Ngài xin Ngài hãy rửa sạch tất cả các linh hồn của anh chị em trong Abitida của Ngài, trong huyết thánh của Ngài, Chúa ơi. Xin Đức Thánh Linh Ngài đến trên linh hồn của anh chị em của chúng con, Chúa ạ, để cho họ được tươi mới. Ôi Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ạ. Con cầu nguyện cho tất cả các anh chị em của chúng con, họ đã quay về với lẽ thật, tin lành vương quốc nước trời của Ngài, làm lợi cho vương quốc của Ngài, Chúa ạ. Họ sẽ được nhân lên rất là nhiều, ôi Chúa, họ sẽ được nhân lên gấp bội chúng con, Chúa ạ. Ôi Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài rất là nhiều, Chúa ơi. Con cũng cảm tạ ơn Chúa về các bậc tiền nhân đi trước trong đời sống của chúng con, Chúa ạ. Ôi, họ tất cả những bước đi của họ đã qua rồi, Chúa ạ. Ôi, mặc dù họ đã sai với ý muốn của Chúa, họ đi chạch với ý muốn của Chúa, nhưng Chúa ơi, chúng con cũng là rất biết ơn họ, Chúa ạ. Cũng nhờ ở những lời mà họ cầu nguyện, họ chúc phước, chúc lành cho đời sống của Chúa, đời sống mà cho chúng con, mà chúng con mới được nhận biết lẽ thật của Ngài, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn họ rất là nhiều, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Chúa, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài, Chúa ạ. Ô, còn những người mà còn đang ở trên đất này và những người tương lai này hiện tại đây, Chúa ạ, chúng con cảm tạ ơn Chúa Ngài đã ban cho chúng con những lời cầu nguyện của lẽ thật, Chúa ạ, để chúng con biết cầu nguyện bằng lẽ thật cho anh chị em của chúng con, Chúa ạ. Cảm tạ ơn Ngài, Ngài đã làm chọn công việc của Ngài trong đời sống của tất cả anh chị em của chúng con qua lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, và chúng con yêu tất thảy linh hồn của anh chị em của chúng con, và chúng con dâng chọn hết vinh hiển lên cho Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa cũng bổ sức lại cho tất cả chúng con, vì chúng con đã thực hiện công việc của Ngài, Chúa ạ, giao phó, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa, Chúa ạ. Chúa sức dầu trên môi miệng của mục sư của chúng con, xin Chúa đặt để lời của quyền năng của Ngài, Chúa ạ, để hủy phá tất cả những cái sự cầu nguyện phù phép của các giáo lý giáo điều của Babylon ra khỏi tất cả các hội thánh, Chúa ạ. Chúng con yêu Ngài, chúng con cảm tạ ơn Chúa, và con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, chúng con Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa. Alleluia. Oh, Shakaravala, Chúa tôi yêu, cảm tạ ơn Chúa. Oh, đó, vì chúng con được gọi là thân thể của Ngài, Chúa ạ. Chúng con đang dâu Ngài, là hội thánh của Ngài, Chúa ạ, là hội thánh đồ của Ngài, là trụ và lên lẽ thật, Chúa ạ, là đoàn quân của Ngài, đạo binh của Ngài, Chúa ạ, là nhà của Ngài, Chúa ạ. Oh, Shakaravala, như là cơ nghiệp của Ngài, Chúa ạ. Oh, Shakaravala, như là ngày trước đây, chúng con vốn xa cách Ngài, Chúa ạ, là thù nghịch của Ngài, bởi ý tưởng ác của mình. Nhưng Ngài, Chúa ơi, đã nhờ sự chết của con Ngài, đã chịu được trong thân thể xác thịt của Ngài, Chúa ạ, mà khiến chúng con hòa thuận. Oh, đã chúng con được cách trước mặt Ngài cách thánh sạch không biết, ô không chỗ trách được, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ Chúa thể nào chúng con cũng thấy trong thời gian này, Chúa ạ, chúng con là thân thể của Ngài. Ô, Ngài đã chết và đóng đinh xác thịt của Ngài trên thập tự giá, Chúa ạ. Ô, đất thì cũng vậy thôi, chúng con mang thập tự giá mình theo Ngài. Ô, hội thánh của Ngài mang tự giá mình theo Ngài, và công bố sự chết trên thân thể của Chúa, sự chết theo cách của Chúa Giêsu, sự chết của Jesus Christ trên thân thể của Ngài, Chúa ạ, trên toàn bộ các hội thánh trên thế giới, Chúa ơi. Ô, đất ra cái Ngài muối hội thánh của Ngài bằng lửa, Chúa ạ. Ngài dùng thần công bình thần thiêu đốt để tẩy với con gái Sion, Sakada và đồng bào Israel. Ô, như Chúa Jesus Christ đã chết thể xác thế nào, Chúa ạ. Ô, và thể xác và sau đó Ngài mặc cái sự sống mới ra sao, thì cũng thể ấy. Ô, hội thánh của Chúa, thân thể của Ngài, Chúa ạ, cũng mặc sự chết của Ngài, Chúa ạ. Ô, ô sẽ bắt đêm, sự bắt đêm đó là hình tượng của hình sự đó, Chúa ơi. Bắt đêm đó là hình tượng về sự chết đó, Chúa ạ. Ô, đó, Sakada và đồng bào Israel.
một đấng xếp áp tê đây cũng là hình tượng của chết đó chưa, để hội thánh chúng mặc lấy sự chết của ngài chưa, mặc lấy sự chết của ngài trên thân thể của mình chưa, trong danh Chúa Jesus Christ đã cả đã bao nhiêu trong danh Chúa Jesus Christ, ô ra rằng bởi vì những ai mà bị chết thừa thì thoát khỏi tội lỗi, vì vậy hội thánh khi chết còn được cứu đi chưa thì mặc lấy cái mới hoàn toàn của ngài, thoát khỏi tội lỗi chưa, vẫn đẹp lòng ngài trong mọi sự, ô ra rằng cả đã bao nhiêu cả đã bao nhiêu trong danh Chúa Jesus Christ, ô cho ta ơn Chúa vì Chúa đã sinh lại, ta ơn Chúa hội thánh nàng dâu ngài chưa, nàng dâu ngài được sinh lại, được tái sinh trong thần ngài, được tái sinh trong trong sự khôn ngoan, sự thánh sạch, công bình, sự yêu thương, sự nhân từ, thương xót ngài Chúa, ô là mặc lấy con người mới, ô con người dựng lên trong lẽ thật sự công bình, con người dựng lên trong sự thánh sạch, ô của lẽ thật Chúa, sát cả đám con người không thể phạm tội được, mà không bị ai xét đoán, mà chính mình ô đã xét đoán, ô mọi thứ chính mình xét đoán thiên sứ cũng như việc đời này xét đoán thế gian Chúa, ô cảm tạ ơn Chúa vì ngài cho con được quyền đó Chúa, khi chúng con ô được bước vào trong ngài, ô trong sự nhận biết Chúa Chúa, ôi khi chúng con được ngài giao cho ô được quyền mà quản trị lễ mầu nhiệm Chúa Trời và ban phát lễ mầu nhiệm của thiên nước thiên đàng Chúa ơi, ô ngài cho chúng con sự mầu nhiệm đó, ô và ngài coi chúng con là kẻ trung thành giúp đặt chúng con kẻ giúp được cho ngài Chúa, ô rosa để giảng lời tin lành vương quốc của Chúa Trời Chúa, ô rosa kaba, ô ngài dạy chúng con bóc tách mọi sự lập liều hèn lìa ra khỏi điều sang Chúa và để chúng con trải miệng của Chúa Trời, ô rosa kaba chúng con, ô rosa kaba nàng dâu của ngài Chúa, chúng con mơ tưởng đến ngài, chúng mơ tưởng đến sự công bình sánh thạch của ngài, mơ tưởng đến ý muốn công việc của ngài, mơ tưởng đến ước vọng của ngài Chúa, mơ tưởng tấm lòng của ngài, ngài ước điều gì chúng con muốn nó đẹp lòng ngài điều đó Chúa ơi, ô đâu và chúng biết rằng Đức Chúa Trời ngài yêu chúng con, Đức Chúa Trời yêu thế gian Chúa, ô đến nỗi ban thế gian con một của ngài Chúa, ô ra sacra để diệt hết tất cả Babylon Chúa, ô vì đức giao con ngài báo thù, con báo trả vì có Sion Chúa, ngài yêu hội thánh của ngài, ngài yêu hội thánh của ngài nên ngài có ngày báo thù, con báo trả vì có Sion, ô và cái kẻ mà nó làm tổn hại ô hội thánh ngày nhiều nhất chính là Babylon trong tôn giáo cho Babylon ô mang tên ô cơ đốc giáo, Babylon mang tên là công giáo, Babylon mang tên là chính thống giáo, Babylon mang tên là tin lành giáo, Shakara cái loại tôn giáo đó ô con quỷ tôn giáo đó đã thà hành dâm với ô, Babylon là linh con người, Shakara đẻ ra ô ra Shakara công giáo đẻ ra tin lành, ô chính thống giáo đẻ ra tin lành, kháng cách đẻ ra tin lành, Shakara Shakara cho công giáo, ô ra Shakara nó là cái nơi hang ổ của mọi tà thần, hang hố của mọi sông kim dơ dáy người ta gớm ghiếc vô đập và con nhỏ của nó, ô con gái của nó thì nhìn rằng không ai nhìn thấy nó, chúng nó cười thầm, chúng nó nói rằng không ai nhìn thấy nó, ra cả đã và đã bị chuyện như khốn thay cho nó, ô vì bị chuyện đã ban cho con sự sáng của mặt ngài cho sự lên mầu nhiệm huyền nhiệm đã giấu kín từ đời thượng cổ cho Shakara và ban chúng con để chúng con nhìn thấy bản chất của kẻ thù, ô Satan ma quỷ chỉ là cái kẻ thù đó bị đánh bại, bị xếp dẹp trên chúng con, bị chà nát trên chúng con, bị đã ban cho chúng con quyền phép dày đập đón bỏ cả và quyền mọi kẻ dưới chân mà không chi hại chúng con được rồi, và ma quỷ nó bị dày đập nát đầu dưới chân chúng con cho Đức Chúa Trời chính ngài dày đập nát đầu của Satan dưới chân chúng con cho ô ra Sakara vì ngài đã thắng rồi. Ô ra Sakara của Satan nó không là cái thái gì cả. Sakara chỉ một thiên sứ của Chúa Trời thôi. Ô cũng đã có quyền phép của ngài để ném nó xuống vực sâu, đóng cửa vực lại, liêm phong lại khâu cho nó không đi lừa dối các dân nữa rồi. Ô ra và húng chi các quỷ khác chẳng là cái thái gì cả. Ô ra Sakara báo năm nay, ô cái kẻ thù ô ác kinh khủng nhất đó chính là con người Babylon, đó chính là cái con người mà chưa xuất phục qua. Ô các quỷ đã bị khuất phục rồi, các quỷ bởi danh Chúa Jesus Christ phải chịu phục cho. Ô ra Sakara Babylon, nhưng cái Babylon đó, cái lưỡi đó, ô nó vẫn không chịu chịu phục. Ô bờ lưỡi đó nó vừa chúc phước Đức Chúa Trời, chúc phước con người, đồng cái miệng lưỡi đó nó rủa xả con người được dựng lên hình tượng ngài Chúa ơi. Ô cái Babylon ô thâm độc đó cho rảnh nát ra trong danh Jesus, Shaka đặc biệt con người Babylon ô của tôn giáo mang tên là tin lành, mang tên là kháng cách, mang tên là chính thống, mang tên là công giáo, mang tên Thiên Chúa giáo, Shaka là mang tên Kitô giáo, ô đa cơ đốc giáo, Shaka đã bắt đầu đi đâm lên đặt tràn nát người ta. Ô Chúa Jesus đến thế gian này, ô ngày mắng quở mắng nặng nề nhất là những kẻ mà ô mạo danh ngài chưa, cái mặc đệ nhất là các giáo chủ các loại tôn giáo ô mà mang danh Đức Chúa Trời, ô ra Sakara vì ngài hết sự ghê tởm của chúng chưa, ô vì chúng chính là nguồn gốc gây ra cái tội phạm kinh khủng nhất thế gian này chưa, ô ra Sakara như chính vì cái nguồn gốc đó ô mà nó kết hợp với quỷ Satan để làm ra sự hỗn loạn mà ngày nay chúng ta nhìn thấy trong thời gian, ô ra Sakara khiến muôn vật bị rủa vì cớ con người phạm tội, vì cớ ở Babylon đó mà muôn vật bị rủa chơi, ô Satan khi nó phạm
phạm tội, ôi thì muôn vật không bị rủa, chưa ạ? Ô đó chỉ có 1/3 thiên sứ bị rủa xả thôi. Ô nhưng khi con người phạm tội thì muôn vật bị rủa, chưa ạ? Ô tất cả đất bị rủa vì cơ tội con người, chưa ơi. Để chúng con nhìn thấy được cái trách nhiệm con người lớn lao bao nhiêu. Sakada barabandunyusachada barabro. Để biết thấy cái sự tàn hại của bài đôn con người thế nào. Ô nó khốn nạn nó sao chúng chán nát. Ô đờ g. Ô chán nát. Ô ra sakada diệt. Ô diệt tan thành sakada công giáo, diệt tan thành tin lành kháng cách, diệt tan lành tin lành chính tôn giáo. Ô cái đại tôn giáo mang tên đó là sự ghê tởm của Chúa Trời. Ô chúng ta tạ ơn Chúa vì trước đây chúng con ô ra sakada muốn xa cách Ngài vì chúng con tưởng chúng con theo đạo tin lành, chúng con tưởng theo đạo công giáo, theo đạo chính tôn giáo, chưa chúng tưởng chúng con theo đạo Thiên Chúa giáo, chúng tưởng theo đạo của Đức Chúa Trời. Ô đã ra Carabin, nhưng mà vì thế mà chúng con xa cách Ngài, trở thù nghịch với Ngài, chưa bởi ý tưởng tự ác của mình, chưa ô những tạ ơn Chúa Giêsu bởi sự chết của con Ngài, chưa ô để chịu trong thân thể xác thịt, ô đã ra để chết rồi đó đi con người cũ đó đi, chưa thì cũng vậy, ô đã ra chúng con hiểu điều đó, chúng Ngài ban những điều đó để chúng con diệt cái con người cũ chúng con người Babylon của bản thân chúng con, ô của hội thánh trời thương, hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước cho dân tộc tất cả hội thánh trên toàn thế giới, chưa để làm cuộc chất ship cải cách hội thánh toàn cầu Ngài, chưa trong danh Giêsu. Ô vì vậy Chúa ơi, trong chúng con lửa của Ngài, trong chúng con có sự thạnh nộ của Ngài, chưa ạ? Vì sự thạnh nộ của Ngài, ô nó cứ bùng cháy trong chúng con. Chúng con mang trong mình nước của Chúa Trời, mang trong mình sự yêu thương công bình thánh sạch của Ngài, chưa ạ? Nhưng mang trong mình cả sự thạnh nộ của Đức Trời nữa, chưa ạ? Vì Ngài có cái gì chúng con cũng có cái điều đó. Sakara là Ngài phán xét thế gian thì chúng con ô ra Sakara ô là công cụ Ngài để phán xét thế gian. Ô Ngài đánh hát các dịch gậy bằng cây gậy sắt, Ngài đánh các con xét thế gian, Ngài đánh các nước trong thế gian bằng cây gậy sắt thì chúng con cũng vậy, chưa ạ? Vì chúng con là miệng của Ngài, ô và từ miệng Ngài ra những lưỡi gươm, Ngài dùng đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Sakada barabron, tạ ơn Chúa. Ôi vì những năm tháng qua Ngài đã rèn tập chúng con như búa khi đánh sắt trong tay Ngài. Ngài dùng chúng con những bừa nhọn mới có răng bén để chúng con tán các núi ra và gò làm các gò nhỏ như cá mị. Chúng con dê nó, gió lốc sẽ bùa đi và gió lốc sẽ ta lạc. Nhưng chúng con rất vui mừng trong Đức Giê-hô-va khoe mình trong Đức Thánh Sên, Chúa ơi. Tạ ơn Chúa vì Ngài chúng con là búa và khí dê đánh sắc trong tay Ngài. Ngài dùng chúng con phá tan tất dân và diệt các nước. Ngài dùng chúng con phá tan ngựa và kẻ cưỡi ngựa, xe kẻ cưỡi xe. Ngài dùng chúng con phá tan đàn ông, đàn bà, già và trẻ. Ngài dùng chúng con phá tan trai trẻ và đồng trinh. Ngài dùng chúng con phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ kề ruộng và đôi bỏ nó. Ngài dùng chúng con phá tan các quan bè trị và các quan đề hình, Chúa ơi. Nhưng trước mặt chúng con, Ngài sẽ báo trả cho dân canh đê, cái dân Edith thượng lưu trong các làng ngũ thế gian đó, chưa ạ? Ô và mọi dân canh đê trong đó phạm đạo ác chi, phạm bất kể điều ác chi mà chúng nó đã làm tại Sion của Ngài, chưa ạ? Ô tất cả điều gì nó làm tại Sion, nó làm cho Sion của Chúa trở lầm lạc, ô trở con điếm thối, ô nó làm cho Israel, làm cho Judah trở lên ô xa lạ, trở lên kẻ thù nghịch Đức Trời ra sao trong quá khứ, chưa ạ? Thì bây giờ chúng con cũng làm lại trên Babylon đó, chưa ạ? Cho đổ cái chén thạnh nộ kinh khủng nhất, ô nó sao chúng con pha cho nó cái chén đắng kinh khủng nhất, chưa ạ? Ô cái chén khủng khiếp nhất, ô trong kho thạnh nộ của Ngài, chưa ạ? Cho lấy trong kho của Ngài, chưa ạ? Những công thức ô bật, những công thức bí mật nhất của Ngài, chưa ạ? Ô và chúng con lấy tất cả các thành phần đã cay đắng nhất, thành phần cùng khinh khủng nhất trong nó ra để pha cho nó cái chén thạnh nộ này và đổ không thương tiếc trên đầu nó, đổ không thương tiếc trên đầu tôn giáo tin lành, đổ không thương tiếc trên đầu tôn giáo Thiên Chúa giáo, đổ không thương tiếc trên tin phật là Sakara trên tôn giáo, trên tôn giáo, cho đổ không thương tiếc trên tôn giáo này, Sakara vì tất cả các loại tôn giáo này, đặc biệt là tôn giáo mang danh của Ngài là sự kinh tởm, gớm tởm lắm trước mặt Chúa Trời, chưa? Chúa ơi, Chúa yêu Ngài, Chúa yêu những con người bị xa trong tôn giáo đó, bị ngáo đá tôn giáo đó, nhìn Chúa ô ghét các loại tôn giáo đó, chưa? Ô ra sai gần Đức Chúa Trời những con này sốt sắng, ô ra sai một ngày dùng thần công bình thần thiếu để tẩy với con Ngài Sion và dự phán xét ngày khởi từ nhà của Ngài, chưa? Ô sự sốt sắng của Ngài làm thành sự đó, chưa? Ô ra sai để quyền cai trị dưới trên vai của Ngài, dưới trên với trên vai chúng con mãi không thôi, chưa? Và sự công bình của Chúa, sự xuất sắc của Ngài làm thành của đó, con gọi lượng thách lộ Ngài đến trên từng giáo hội, đến trên từng hội thánh địa phương, chưa? Sakada, ôi Ngài tẩy rửa chúng ta sao, chưa? Thì cũng bởi sự đó, ôi bởi ân điển lớn của Ngài, chưa? Ngài cũng tẩy rửa hội thánh, đời rửa tất cả hàng ngũ lãnh đạo, tẩy rửa tất cả các sứ đồ tiên tri, giảng từ đành giáo sư mục sư, tẩy rửa các giáo hoàng, các hồng y, các thượng phụ, ôi các Sakada và các cha đạo, các linh mục, tẩy rửa tất cả các tổng giám mục, các giám mục, tẩy rửa các chấp sự chăn bầy trưởng lão, Sakada trong thần công bình thần tuyệt đối Ngài, chưa? Ô Ngài đến con lửa xuống đất và lửa cháy lên thì Ngài ước ao chi nữa. Ngài đứng bắp tên không chỉ những bằng linh nhưng Ngài bắp tên bằng lửa của Ngài, chưa? Bằng lửa Ngài đã quăng xuống rồi. Qua môi miệng chúng con, lửa của Ngài lại tiếp tục răng xuống, quăng xuống các hội thánh của Ngài, quăng xuống hội thánh của Ngài. Sakada quăng xuống trên tất cả hàng giáo phẩm, quăng xuống tất cả các lãnh đạo. Ô các hội thánh của Ngài, Sakada barabadre để làm sự đoán định của Ngài, chưa? Vì gương Ngài đã uống được trên trời rồi, vì nó xuống trên Babylon, nó xuống trên cái danh mà Ngài đã rủa xả để làm sự đoán định. Sakada barazakarabim,
ngồi trốn công bố sự tan nát, ô ra sự tan nát sự thánh nộ của Ngài trên tất tẩy ô giáo hội các hội thánh các tôn giáo đó chuyện trong danh Chúa Giêsu Shakarabar, ô vì chúng gọi Ngài là Chúa là thầy mà không làm theo lời Ngài phán, vì vậy chúng đập nát tan hết tất tẩy giáo lý họ, ô chúng đốt sạch tất tẩy dạy dỗ của thần học Babylon đó, ôi diệt nó trong lửa thánh nộ trên toàn năng chúng con chuyện Shakarabar, chúng con nện, chúng con gõ, ô chúng đốt, ô chúng đâm chặt chúng nó, đâm ngực chúng nó ra chuyện đốt nó trong lửa thánh nộ Ngài, ô ra Shakarabar baby, ô trong danh Chúa Cha Chúa Thánh Linh, ô ai dám chống lại chúng ta, ai dám chống chúng ta, ô chúng ta ơn Chúa bị trên đường đi chưa, tất cả các hàng ngũ hàng vệ sĩ đó, tất cả các lớp lớp tầng tầng phòng thủ đó bị tan nát cái dưới chân chúng con chưa, ô vì chúng ta nghe tin tên chúng con, nghe danh của chúng con khiếp sợ danh chúng con chưa, ô vì Đức Giê-hô-va đi trước chúng con, ô Đức Chúa Trời đi sau chúng con, trước mặt chúng con có ngọn đồi hừng, sau lưng chúng con có ngọn đồi cháy điều chưa. Vì phàm nơi là bàn chân chúng con đạp đến được thuộc với chúng con và không ai đứng nổi trong mặt chúng con, vì giờ hoa Đức Chúa Trời chúng con rải sự kinh khủng và sai trong tất thảnh nơi chân chúng con đạp đến y lời Ngài đã phán chưa, ô là thật là ơn Chúa, vì trong cái trận chiến này ô cho đi đâu ô thì ô quân địch đã nghe tiếng chúng con, nghe tiếng trời thương, nghe tiếng hội thánh trời thương sự thương xót của Chúa, nghe tiếng đạo đặc nhiệm Ngài, đạo bị tinh binh tinh nhuệ Ngài đang đến, ô chúng nó bỏ hàng ngũ mà bỏ chạy, chúng con dập đánh với nhau và chúng con bị tiêu diệt, ô chúng con nhìn thấy sự hỗn loạn cực điểm trong hàng quân địch Babylon, Shakara Babylon chúng nó tiêu diệt nhau, Shakara sự lỗ độn cực điểm, cũng là Shakara Babylon của giáo hoàng thượng phụ, ô của số tiên tri thầy học giáo sư giả đó, ô đánh ta ta gặp nhau trong danh Chúa Jesus Christ Shakara để đánh tan hết cả Babylon, ô chúng nó xuyên qua các đạo binh, xuyên qua các vũ khí mà chẳng mở được mình cho ạ, ô là sự ơn Chúa, ô vì sức mạnh ngài chúng con, sức nóng của ngài, ô vì thần công bình thần tiết đốt ngài, ô qua chúng con, ô và đốt sạch hết tất thể đi trên đường đi, ô là Shakara chỉ để cái gì của Đức Chúa Trời, cái gì từ lời Đức Chúa Trời còn đời rồi, vì cả trời đất rung động cho ạ, Shakara với bệ chân chúng con, trời đất rung động với bước chân chúng con cho ạ, trong danh Chúa Jesus Shakara Babylon và chúng con tiến quân cứ dễ dàng đến tất thể cái nơi hang ổ. Ô của mà ta thần hang hồ của một giống chim dơ dánh người ta gớm ghiếc đó cho chúng vào tận giường ngủ của tất thảy các lãnh đạo đó là tan đành, ô tan đành tất thảy các nhân linh của ta, ô tất thảy nhân linh của giáo chủ, tất nhân linh các lãnh đạo tôn giáo đó ta chạm nát, ta tan đành trong lửa thánh đốt trời, ai ai dám cãi lại ta, ai dám chống lại ta, ô Rasaka các người đứng lên, lời cứ nói không đứng vững vì đối trời cùng chúng ta, cho chúng ta là kẻ cầm mạng làm cái mạng lệnh ngài, ô là đứa nào kẻ nào dám chống lại cái mạng lệnh đối trời ban trên chúng ta đây, Shakara tất tẩy các sứ đồ tiên tri giả tên giáo sư mục sư đâu, quỳ xuống trong danh Chúa Christ, ta hãy nhận cái án phạt này trên Babylon của các người, trong danh Chúa Christ, Shakara bị kéo con người bị trách nhiệm ra khỏi mặt Chúa Giêsu, kéo con người bị cất đi chân đèn khỏi mình trang, Shakara trong danh Chúa Christ hãy run rẩy, hãy run rẩy mà run sợ đến giờ hãy hôn chúng ta, hôn Đức Chúa Trời chúng ta e ngày nổi giận và kẻ con người hư mất trong đường lối mình trang vì cơn giận ngài đã nổi lên và phạt cái nào lương nó nơi mình sẽ được phước tài. Shakadabara zichorabara sakadabudri chorababrebe orasaka đánh tát đành đánh te tua hết đất thầy orasaka với những kẻ làm công gian ác trong nhà Chúa Trời, ô những kẻ làm rùa xà đi giấu máu nơi gươm mình, kẻ ô kẻ làm việc Đức Giê-hô-va cái dối trá đánh nát hết đích nó ra trong danh Chúa Jesus, ô quăng ra xa orasaka và ban và nơi quăng nơi tôi thăm, ô để cho thời gian ăn năn suy ngẫm trong đó, ô ta công bố sự cách ly ô của tất cả các phần tử này, cách ly của con người này, ô để họ được ăn năn đau đớn, thì ta trả nát lương tâm họ ra trong thần trả ra, ta trả nát lương tâm họ ra cho trong búa và khí để đánh giặc của Đức Chúa Trời ta, là búa đập nát tan đá của họ, cất lòng bằng đá của thịt họ, đặt cho họ làm bằng thịt, ô để lương tâm họ được tư tỉnh lại, được ăn năn quay trở lại Đức Chúa Trời ta, làm công việc bây giờ một cách nghiêm túc, một cách ô trung thực, ô một cách kính sợ, kiền ô Rasakarabata Nathan hết tất thể hội thánh mà kiểm soát các con cái Chúa, tất thể ô Rasakar những kẻ nào mà trưởng đáng lẽ có quyền trưởng nam như ở Ruben ăn nằm với con cái, ăn nằm với vợ, ăn nằm với ô vợ bé ô của cha mình, ô Rasa như Ruben bị quất quất quyền trưởng nam, Shakara tất thể những mục sư lão sư nào ô mà tư hóa hội thánh đối chuyện cho mình tất chức các tất thảy ô những kẻ gian ác đó ra khỏi nhà Chúa Trời, ô là Sakara và ra bạn nơi ngục khám, ô là Sakara để mang cho hình phạt đệ ăn năn đau đớn, ô ta chuẩn bị suốt các ngày của các người, nếu các người không chịu ăn năn vì Đức Chúa Trời ta mặc lệnh của chúng ta, mặc lệnh của Chúa chúng ta ở đây, ô Đức Chúa Trời cái ham đổ huyết của người giả ngụy không sống nữa, số này đã định cho mình, và Đức Chúa Trời sẽ sâu chúng xuống hầm diệt vong, còn ta sẽ tin cậy lời Chúa, cái ham đổ huyết người giả ngụy ô là Sakara ô là người dối trá, người đạo đức giả, Sakara cái người ô hèn nhát cái người, Đức Chúa Trời ở trong ta làm mọi sự nhưng mà sợ mọi điều, ô là Sakara sợ chính trị, sợ tội lỗi, sợ đủ các thứ nhưng không sợ
sợ Đức Chúa Trời ta. Ô ra sao đấy kẻ ham đồ huyết đó, kẻ gian ngụy. Ô mà kẻ đấy chỉ có ham đồ huyết của người lương thiện thôi. Ô ra sao cái đấy nát tan hết tất thảy đít của các mục sư giả dối ra. Shakarab đã đánh tung tất cả các bầy của hắn đã trong thành Chúa Jesus. Ô vì Chúa đã dùng chúng ta làm búa và khí đấy đánh sập trong tay của Ngài đã phá cả chăn chiên, phá bầy của nó, phá cả cành ruộng và đôi bò của nó, đánh tan các bầy vũ giả dối đó, đập nát tan hết ta. Ô và đốt trong lửa thạnh nộ của Chúa ta. Ôi lửa của trời, hãy đổ xuống thiêu đốt Shakarab tất thảy người không thuộc về Ngài chưa? Trong thành Chúa Jesus. Ô ra Shakarab còn tất thảy các mục sư, các giáo sư, các hàng chấp sự, chăn bầy, trưởng lão mà yêu mến Chúa Trời thì các người không sợ chi, các người không sợ chi. Shakarab vì lời Chúa nói rồi. Ô ra Shakarab Chúa sẽ gọi các người đến đại gần, và các người sẽ gần lại với Chúa Trời. Bởi vì ai ai có lòng dạ gì gần Chúa Trời ta, chỉ người sinh lại thân mình của Ngài, chỉ người tái sinh hoàn toàn, khi người ô mà ưa sự công bình ghét điều xa đáng, ô khi người kính sợ Chúa Trời như vậy, ô là thì người đứng vững trong ngày phán xét Chúa Trời một cách trọn vẹn không chỗ trách được. Ô là vì các người không có việc gì phải sợ sự thay đổi Chúa Trời. Ô là vì cái ác, cái sợ thay đổi Chúa Trời, các quan quyền Chúa đặt lên để trị cái ác. Vì vậy nếu có người làm điều công bình, làm điều thánh sạch Chúa Trời thì các người không sợ. Ô là vì bản thân mỗi chúng ta, ô chúng ta là con người mới của Chúa Trời, chúng ta không bị ai xét đoán. Ô vì chính Đức Chúa không xét đoán chúng ta, vì Đức Chúa Trời đã không tiếc còn một ngày vì chúng ta, vì cái con người mới được sinh lại thánh linh đó, ô mà có con lấy cho thì Ngài trả những mọi sự cùng nó. Con nói sao ai dám kiện cả chúng ta, là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, tức là những kẻ mà sinh lại thánh linh của Ngài, là con người mới đó. Ai dám lên án chúng ta? Ô Chúa Trời chết rồi đã sớm vậy nữa. Ô đã bao nhiêu và đã bên được chúng ta. Ô vì chính thế mà tất con người mới chúng ta được hoàn toàn trong sạch trước mặt Chúa Trời ta. Ô vì vậy hỡi các giáo sư, ô mục sư, các trưởng lão, các chân bày, các sứ đồ, các tiên tri, thầy giảng, các thầy các Orasaka, Orasaka, Shakarab một có tổng giám mục, các giáo hoàng, ô các hồng y, Shakarab các cha đạo, các linh mục, ô các thượng vụ, hãy nghe đi, trong thành Jesus Christ, hãy run rẩy hôn ngài, kẻ này nổi giận, các người hư mất trận đối với mình chăng? Hãy sinh lại trên cao, Urasakarab, hãy mặc lại con người mới, vì cái điều yêu cần chẳng phải cắt đi, thậm chí cắt đi lòng, nhưng bởi sự mặc lại con người mới vậy. Trong thành Chúa Jesus Christ, Urasakarab, hãy nhớ rằng các người là con người mới, hãy có sứ đồ, có tiên tri, hay là cái đền giáo sư, các mục sư, hãy nghe đi, các người là những tạo vật mới của Chúa Trời, mọi sự cũng đã qua đi rồi, mọi sự bên trời mới của Chúa Trời, hãy biết rằng mình là con người mới để bước đi trong thánh linh của Chúa Trời, sống một con người mới đó. Urasa kadabara bisi kadabara jurosaba, hãy mặc sự chết của con ngài ô trên thân thể xác thịt của mình, lắng đinh xác thịt tình dục dâm dục của mình, shakadabara bước theo thánh linh của Chúa vậy. Shakadabara jurosaba jurosa kadabara jakadabara saka, ô ta làm ấn tất thảy cái lời khuyên, tất thảy cái lời công bố của Chúa Trời ta trên lòng của tất thảy các sứ đồ, tiên tri, các thầy giảng, tiên lãnh giáo sư, mục sư trên toàn thế giới, trên tất thảy toàn cầu. Shakadabara từng hội thánh một nhỏ bé to nhỏ lớn bé, bất chấp tất cả, ta đóng đinh, ta đóng dấu ấn lệnh của Đức Chúa Trời ở trong từng lòng của từng giáo sư, mục sư, từng lãnh đạo, từng chân bày, từng trưởng lão, từng sứ đồ, từng tiên tri, từng giáo hoàng, từng linh mục, từng tổng giám mục Shaka, từng giám mục Shaka đã bao nhiêu, từng thượng phụ đóng ấn của Đức Chúa Trời đấy. Ô Rasaka và mở mắt, mở trí, mở tai, ô cho các lãnh đạo của thánh này để nhìn thấy sự lạ lùng của Đức Chúa Trời. Ô và khi ô các bạn, các anh em, hơi các sứ đồ, các tiên tri, các giảng, các giáo sư, các lãnh đạo hội thánh, hãy nghe ta, chúng ta, Shakalithi, các bạn, các anh em, Shakalaba, bị bóc tách được, nhận lấy được con người mới đấy, các bạn, các anh chị em sẽ được Chúa Trời sử dụng nắm miệng của mình, và hợp cùng với chúng ta để trở thành đạo tinh nhuệ Chúa Trời, để mang sự xét đoán của Đức Chúa Trời khắp thế gian này, để hủy diệt tất cả tự ác và chuẩn bị cho chúng ta sẵn lòng một dân tình nguyện đến ngài trong ngày quyền thế của Chúa, để mà làm mới các môn vật lại trong Chúa Jesus Christ, mới môn vật lại để cho ngày đến, để chuẩn bị đường đi cho Chúa. Hallelujah, shaka taka shaka 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 shaka
mất con chưa mất sức nổ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Nay anh phải đi gửi đồ. Về cái thùng sách này cho người ta. Sách gì? Đấy, cái thùng sách ở trong tủ ấy, một đống thùng sách đấy. Sáu tầm chắc khoảng 60 cân. Ô sẽ ngập đến khắp đất. Ngài ban chiến thắng thuộc về ta. Còn phần chúa giải của ngài, chúng là tất cả trong tất cả của ngài, chúa. U là chúng tạ ơn chúa thật nhiều, chúa Giêsu ơi, hallelujah. Con yêu ngài, hỡi chúa Giêsu. Con xin ngài. Ngài đang đến ngài cho hỡi Chúa Giêsu, ôm siết ngài, trọn hết trái tim của con. Ngài đặt nơi môi con lời Chúa quyền năng, ngài cho con muốn quy bàn tay của Chúa, để chúng ta cùng vui trời mới đêm mai. Ôi con ơi, Chúa con yêu ngài. Amen. Chúng ta ơn Chúa vì ngài đã dùng chúng con thật kỳ diệu trong ngày nay, chúa. Chúng ta ơn cha thật nhiều, con yêu ngài quá thưa chúa ơi. Ôi ngài dùng chúng con thật kỳ diệu ngày nay, chúa bổ sức chúng con. Ôi chúa chúc phước cho hội thánh. Ôi mà chúng sinh ra lại đó trong ngày đó, chúa. Ôi đã sẵn sàng chúng sức thánh hội thánh địa phương của ngài, chúa. Ôi chúc phước cho các thi thể của ngài trong các giáo hội kháng cách. Ôi công giáo chính thống, chúa. Ôi đã sẵn sàng chúng tin và nhận đức chúa trời trong mọi sự, chúa. Chúng trồng các hạt giống của ngài vào trong lòng họ, chúa. Thông miền đất đó, chúa ơi, và xin chúa ban phước. Ôi và chúng con cũng chúc phước cho các hạt giống đó để họ trở thành cây trồng nhà Gioa, được trồng, được dựng trong nhà ngài, chúa. Ô đa sa ca, chúng tạ ơn chúa, chúng ngợi khen ngài, chúng con cảm ơn chúa vì công việc ngài làm trong chúng con, qua chúng con thật là tốt lành. Ô chúa nhìn thấy sự là tốt lành. Ô và chúc phước công việc của tay chúng con làm, chúa, là công việc mà ngài làm qua chúng con đó, chúa ơi, là của tay ngài đó. Chúa yêu ngài mà vì hiện chúng dâng cho ngài chỉ mình ngài mà thôi. Ô chúa cha, chúa con và chúa thánh linh yêu dấu. Amen. 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 Ok anh chị em. Vậy anh chị em. Stop được rồi đấy anh chị em. Dạ. Anh Chúa. Xong em mời nhờ anh Trung up luôn nhé. Anh Trung phát xong anh Trung đưa cái bài này luôn. Để up lên. Vâng. Tạ ơn Chúa. Ok. Tắt rồi đúng không?